Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Chào mừng các bạn đến với khóa học Đỉnh Cao Marketing Online 4.0, học online trực tuyến. Sau đây tôi sẽ đào tạo cho các bạn bộ video học online tạo form đăng ký Google chuyên nghiệp bằng Google Form. Xin mời các bạn tham gia bài học. Video này tôi sẽ đào tạo để hướng dẫn cho các bạn bộ video cách tạo form đăng ký bằng Google Form. Sau video này, tôi sẽ làm 3 video để đào tạo cho các bạn. Video thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo form đăng ký cơ bản. Là nó sẽ gồm có những nội dung cơ bản. Thứ nhất là tiêu đề của form đăng ký để cho khách hàng của các bạn hiểu được là form này nó có nội dung gì. Và những thông tin cơ bản nhất là điện thoại, họ tên và email. Video thứ hai, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra một form đăng ký chuyên nghiệp. Nó sẽ có thêm hình ảnh thể hiện cho sản phẩm và dịch vụ của các bạn. Ví dụ như là chủ đề, đây là chủ đề về học hành, thì tôi lấy cái hình ảnh về học hành. Sau đó phía dưới là một video trên YouTube, chèn video trực tiếp lên form đăng ký. Tiếp theo là có 3 nội dung cơ bản nhất là điện thoại, họ tên và email. Và phía dưới này là chèn một hình ảnh hoặc là nhiều hình ảnh mà các bạn muốn. Và nút cuối cùng là gửi. Và video thứ ba, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy đường link của form đăng ký để chèn vào các nút kêu gọi đăng ký trên website. Đó là trên website của tôi. Ví dụ đây là website của tôi, có rất là nhiều cái nút đăng ký, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lấy đường link của form này để chèn vào những nút đăng ký đó. Trên cái landing page website có rất là nhiều nút đăng ký, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy đường link form đăng ký và chèn vào những nút đăng ký này. Như vậy là tôi giới thiệu sơ là form đăng ký Google Doc, form đăng ký Google Form là gì. Và sau video này tôi sẽ làm 3 video chi tiết để hướng dẫn cho các bạn cách tạo form đăng ký bằng Google Form. Và bây giờ tôi xin mời các bạn hãy tham gia 3 video để biết cách tạo form đăng ký bằng Google Form. Sau video bài học này, tôi mời các bạn tiếp tục tham gia bài học tiếp theo. Xin mời các bạn.